tuần lễ phim ngắn CG tái ngộ khán giả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tổng cộng 6 buổi chiếu, tuần lễ phim ngắn CG sẽ lần lượt giới thiệu đến khán giả những phim ngắn Việt Nam và Hàn Quốc xuất sắc của dự án phim ngắn CG. Sự kiện được tổ chức miễn phí và diễn ra từ ngày 7 đến mùng 9 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội. Theo đó, tuần lễ phim ngắn CG sẽ trình chiếu 10 tác phẩm xuất sắc của dự án phim ngắn CG Việt Nam các mùa vừa qua, đồng thời giới thiệu 6 phim ngắn của dự án phim ngắn CG tại Hàn Quốc. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để khán giả yêu điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có dịp hội ngộ, chia sẻ và thưởng thức hàng loạt các phim ngắn chất lượng, đã và đang gặt hái nhiều thành tích tại các liên hoan phim uy tín trên thế giới. Cụ thể, CGV sẽ trình chiếu 5 phim ngắn tuyển chọn từ dự án phim ngắn CG mùa 1 và 2, bao gồm Gì Cũng Sửa của Lê Lâm Viên, Đình của Austin Pham, hạng mục With Angel, Lê Hồng Phong Busan 2020, Mây Nhưng Không Mưa của Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thi, hạng mục Horizon Resort, Lê Hồng Phong Venice 2020, Một Khu Đất Tốt của Phạm Ngọc Lân, Lê Hồng Phong Berlin 2019 và Ngọt Mặn của Dương Diệu Linh, hạng mục With Angel, Lê Hồng Phong Busan 2019. Song song đó, 5 phim ngắn xuất sắc của dự án phim ngắn CG mùa 3 sẽ được trình chiếu, bao gồm Điềm Báo của Hồ Thanh Thảo, Hương Kỳ Trong Trăng của Lê Can Trường, Những Con Voi Bên Vệ Đường của Đàm Quang Trung, Cá Mắt Trăng của Trần Thị Hà Trang và Con Dại Cái Mang của Đào Thu Yên. Đặc biệt, 6 câu chuyện đến từ các nhà làm phim trẻ Hàn Quốc cũng được giới thiệu trong tuần lễ phim ngắn CG 2022 là Con Gái của Nam Suna, Đèn Tối của Lee Jun Sup, Người Phụ Nữ Giết Con Sư Tử của Park Duy Jin, Diệu Binh Danh Dự của Lee Sang Min, Tia Sáng của Lee Da Jang và Bởi Vì Hana của Kim Da Lee. Dự án phim ngắn CG là cuộc thi do CG Cultural Foundation và CG CGV Việt Nam tổ chức, nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh trẻ qua việc tài trợ ngân sách làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng, đồng thời trợ kinh phí đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế. Tháng 5 năm 2022, dự án phim ngắn CG mùa 3 đã chính thức khép lại với buổi công chiếu và vinh danh top 5 phim xuất sắc nhất. Dự án có sự đồng hành và tư vấn chuyên môn bởi hội đồng thẩm định là những nhà làm phim uy tín như đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn Trần Thanh Huy. Theo đánh giá của Cục Điện ảnh, cuộc thi phim ngắn đã và đang trở thành cầu nối quan trọng của cộng đồng làm phim trong nước, góp phần đưa dự án phim của nhiều đạo diễn trẻ tài năng Việt Nam ra các liên hoan phim quốc tế uy tín trong thời gian gần đây.